Hôm nay 13 tháng 6, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử ông Nguyễn Minh Quân và bà Nguyễn Lan Anh, cựu phó giám đốc bệnh viện Thủ Đức, cùng bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng bị xét xử về tội danh trên, ông Phạm Vũ Phong, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế xây dựng thương mại và dịch vụ Nam Phong, bị xử thêm tội đưa hối lộ và bà Trương Thị Bảo Trân, cựu nhân viên phòng vật tư trang thiết bị y tế bệnh viện Thủ Đức, bị truy tố thêm tội nhận hối lộ. Tháng 8 năm 2020, Bệnh viện Thủ Đức triển khai xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 cho các khu cách ly tập trung, các trung tâm y tế của thành phố Hồ Chí Minh và các khu cách ly thuộc Bệnh viện Thủ Đức với dự kiến là 2.000 mẫu một ngày. Lúc bấy giờ, bệnh viện tìm kiếm đối tác đảm bảo cung ứng nguồn vật tư, hóa chất, kit xét nghiệm để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, ông Quân không chỉ đạo nhân viên bệnh viện thực hiện các thủ tục đấu thầu theo quy định, mà làm trái quy định pháp luật để mua sản phẩm trực tiếp từ công ty Việt Á, hoặc qua công ty trung gian là công ty Nam Phong, gây thiệt hại cho Bệnh viện Thủ Đức số tiền 14,9 tỷ đồng. Trước khi bị truy tố trong vụ án này, ông Nguyễn Minh Quân đã bị tuyên phạt 21 năm tù về tội tham ô tài sản và rửa tiền. Còn bà Nguyễn Lan Anh lãnh 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ gian lận thầu gây thiệt hại 102,5 tỷ đồng cho Bệnh viện Thủ Đức.